Năm 1597, giao tranh giữa hai nước Cao Ly và Phù Tang diễn ra lần thứ hai. 8 năm sau giao chiến lần thứ nhất, Dương Xuân Sinh bị trút bỏ. Nhiệm vụ đang làm vì nghi ngờ gián điệp, sau đó bị đưa tới đô thành và bị tra tấn. Vào tháng 7 năm 1597, thủy quân Cao Ly đã bị đánh bại bởi Phù Tang. Lần đầu tiên từ năm 1592, Phù Tang bắt đầu phá hủy đỉnh Sơn La của Dương Xuân. Vào ngày 16 tháng 8 là pháo đài của Nam Quân. Vào ngày 25 tháng 8, pháo đài của Dương Xuân bị bao vây. Và bây giờ quân đội Phù Tang cố di chuyển kinh đô xa hơn về phía bắc cho những phòng tuyến sắp tới. Dương Xuân Sinh cuối cùng cũng được tự do nhưng không được tiếp diện quân đội nữa. Nhưng đã cố gắng hết sức mình để chuyển theo quân lính và thu thập vũ khí chuẩn bị cho cuộc chiến. Phải đạt được tiêu 12 con tàu sống sót trong trận chiến ở Dương Xuân. Dương Xuân Sinh gặp quân đội phía đông của biển Đăng Sư Đương, pháo đài Nguyễn Ba. Còn tại pháo đài Phương Giang, cách đó 100 dặm, có khoảng 300 con tàu chiến của quân Phù Tang đang tập hợp. Xin đường pháo đài Biết Ba. 12 ngày sau khi sẵn sàng chiến đấu, bây giờ thì khi nào ngài muốn chúng tôi gia nhập quân đội, thưa đô đốc? Cái người là gì? Đại tướng Minh Sương, tại sao chứ? Tất nhiên là vì mệnh lệnh của bệ hạ. Bệ hạ đã lệnh cho chúng ta bắt buộc phải nhập quân đội mà. Nên ta muốn hỏi ngài, khi nào thì ta sẽ làm điều đó? Người đã đọc thế hả? Gì chứ hả? Ngài đô đốc, hãy nhìn xem. Hạm đội của quân thù đã vượt quá con số 200. Ngài có nhận ra sự thật là rất nhiều lính của ta bỏ chạy không? Ngài Kimochu, trong 10 ngày qua ít nhất 50 lính đã bỏ trốn. Tôi phải hỏi ngài, ngày hôm nay, đô đốc, ta không biết được khi nào quân thù sẽ tiến sát đến ngưỡng cửa, và có thể là ngay đêm nay. Tôi rất tò mò, ngài đã thề chiến đấu chống lại quân thù như thế nào? Hãy nghe nói từ những sĩ quan trẻ này xem. Ta có cơ hội không? Có không? Đừng ngại ngần mà hãy nói cho tôi xem nào. Tư đồ đốc, làm ơn hãy khai sáng chúng tôi. Ngoài việc chỉ là mấy cái thuyền ngoài kia, còn kế hoạch nào khác chứ? Đủ rồi, giờ nghe đi. Anh mới là người phải như thế. Nghe đã tiếp từ xứ hổ, giờ chạy trốn để bảo toàn tính mạng ở trận chưa chưa. Nghe này, vì ta chạy trốn nên mới có thể giữ gìn được 20 tàu chiến kia. Chứ không biết cái gì thì tốt nhất là ngươi nên im miệng đi. Được đó, ngài biết trận chiến này vô nghĩa như thế nào chứ? Tôi đã nhìn thấy chính mình ở Chư Chuyên. Tôi nhìn thấy chúng có thể tàn bạo và độc ác như thế nào. 100.000 quân của ta đã chết. Ngài không định để thổi bay nước số quân của Sư Xuân sao? Các sĩ quan được giải tán ở đây. Thưa đô đốc, đô đốc chỉ huy, giữ lệnh. Để chúng tôi đi. Vì rất quan trọng bây giờ là sự chữa tàu, kiểm tra lại quân lính. Ngay bây giờ.
Ta phải bắt vua của xứ Cao Ly và kết thúc trận chiến này. Ta sẽ không để hắn trốn thoát như cách đây 6 năm nữa. Chúng ta phải nhanh hơn cả bão khi tấn công chúng. Hãy mau tay lên đi. Dân, thưa tướng quân, không thể nào để tướng Kinoshi bắt vua trước được. Thưa ngài, tôi không biết làm sao Kinoshi gửi cho tôi những binh mới. Nói với tôi là cứ đợi. Họ là người quan chi dọc ca hả? Dân, có lẽ khi họ trở về sau khi Do Thám bỏ chạy bao nhiêu lần như là những cuộc tấn công bất ngờ tối qua, tôi tin là khoảng 3 lần. Nhưng tôi tự hỏi, ai là người mới khiến ngài chờ đợi đi? Ai đó rất quan trọng cho cuộc chiến này. Rõ ràng không ai có thể hạ gục Yasushin tốt hơn anh ấy. Căn cứ theo tình hình tuyển quân thiếu thốn của ông, tốt nhất là nên giải tán quân lính và gia nhập quân đội mới. Cha ơi, họ rút gươm ra làm gì thế? Tôi nghe rằng họ sẽ giết chết chúng ta. Chắc chắn họ làm thế mà. Cha ơi, cha. Ta thề, ta sẽ giết chết ngươi. Ta giết chết ngươi. Không. Ta xin lỗi vì dùng lính bắn tỉa với tù nhân của ông. Thật khó để mà chứng kiến. Ngươi là sĩ quan mới mà đại pháp quan cử đến hả? Là lính hải quan từ Emiji. Hải quân gì chứ? Ai cũng biết chúng là cướp biển. Đi thôi.
Dương Sa, căn cứ Xuyên Đương, Buýt 3. Thư gửi đến thông báo tình hình. Quân xứ Phùng Tam đang nghi ngờ. Tàu của chúng đã vượt quá 200. Chúng đã chất đầy thuyền quân trang và ngựa chiến ăn cắp được. Bất cứ ai muốn phản kháng, chúng đều giết vào các mũi. Chúng cũng sử dụng tất cả trẻ em là mục tiêu. Đó là cách mà chúng làm khi muốn chiếm đóng một vùng nào đó. Có đúng là 250.000 quân Phùng Tam đến từ khu vực Mường Xuyên Dương không? Dường như là đúng vậy. Tôi gà chúng nói rằng thủy quân của Xuyên là vô dụng và chúng sẽ sớm càn quét đến kinh đô của ta. Nếu ta để chúng vượt qua thì kinh đô sẽ chìm trong biển lửa. Chuyển thư này đến cho Yunsa và ngươi phải bảo đảm mang thư trả lời về. Dân, thưa đô đốc. Phần trên đã hoàn thành rồi. Em yêu, là một cái vụ may mắn khác hả? Anh đã làm việc này nhiều lần lắm rồi. Em đừng lo lắng nữa. Anh sẽ cất nó cẩn thận. Em đừng lo chứ. Anh đi đi. Em phải tự chăm sóc bản thân tốt đi nhé. Ông ấy lại từ chối quân lệnh nữa hả? Ông ấy tin rằng làm thế là đúng, sẽ không có sự tha thứ lần này nếu ông ấy chống lệnh nữa. Pháo đài Nam Quân và Dương Sư đã bị thất thủ rồi. Quân Phục Tăng đang tràn xuống từ phía nam. Hơn nữa, hải quân của chúng đang có ý định tiếp cận biển phía nam và tấn công kinh đô. Không biết sẽ có chuyện gì tiếp đây. Vậy thứ 12 con thuyền ông ấy ước tính có thể làm được gì? Vậy tại sao ngài bắt chúng tôi theo ý ngài chứ? Người dân nói thế sao? Người có biết sức khỏe của đô đốc đang rất yếu không? Anh làm cho mấy gì thế chứ? Tại sao người? Người có biết tình hình bây giờ thế nào không hả? Con quỷ cà thu đang tiến sát đến ngưỡng cửa ta rất gần rồi. Hãy ngăn hắn lại. Thưa tướng quân, hãy cho chúng tôi vũ khí và binh lính. Thủy quân Chu Sinh đang rất cần giúp đỡ của ngài. Nếu người theo lệnh của bệ hạ thì tất cả chuyện sẽ ổn thôi. Ngài thật sự giả vờ phớt lờ lời cầu xin của đô đốc Di thật sao? Thật láo dược. Bắt hắn lại. Làm ơn, thưa tướng quân. Làm ơn đi bà. Tướng quân làm ơn đi. Đô đốc bảo tôi nói với ngài rằng nếu ngài bỏ rơi hải quân, ngài sẽ bỏ rơi cả kinh đô Chu Sinh. Ta đã chờ nửa ngày rồi. Đây là cách người đối xử với khách đấy hả? Ha 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 ha.
Chúng ta đã quá miệt mài cho buổi gặp gỡ chiến lược mà quên không chào đón vị khách quan trọng này. Làm ơn thứ lỗi cho chúng tôi. Dù gì chăng nữa, để chúng tôi có thể nghe từ vị vua cướp biển của ta. Làm thế nào để bắt vua của Jun không? Đường của chúng ta đến Jun, ta nhìn vào hệ thống đường thủy của chúng. Nếu ta đến Jun, nước thủy triều buổi sáng, chúng ta vẫn có thể tiếp cận quân đội ban đêm và chiếm kinh thành của chúng. Chỉ mất khoảng 1.5 ngày để tiến hành đến kinh đô của chúng. Nghe thú vị đi. Nhưng Di Xuân Xin không phải là đối thủ nhu nhược. Ta nên rời đi thông qua kênh chính đối với Jin Du. Chiếm kinh đô của chúng. Sau đó, ta hứa sẽ tham quan lục quân và đánh bại Jin Xuân Xin cùng nhau. Tại sao ngươi nghĩ Hini Sushi cử ta đến đây hả? Quang Kisaka. Người đã quá gì thế? Sao người dám gọi đại pháp quan bằng tên? Ta sẽ bóp nát như Xuân Xin bằng bàn tay này. Hoặc người cố để mà Kuniski chiếm thành trước. Ta xin lỗi về cư xử của chúng ta. Hãy bỏ qua cho chúng ta. Mời ngồi. Kurushima. Ta thề sẽ làm cả thế giới khiếp sợ. Với một đường, ta sẽ nhiễm máu thế gian. Mẫu thân. Phụ thân, là Nhi tử đây. Ta mong có con bên cạnh. Dân. Phụ thân, tiến lên phía trước. Dường như là cơ hội tốt, đúng không? Sao người không từ quan? Còn không thế nào đưa tổ mẫu về nhà. Vì chiến tranh chuyển quân cho tướng quân Jun và báo bệ hạ ốm nặng, không lãnh binh. Con giận bệ hạ. Bệ hạ cố giết người, người không lo lắng sao? Phụ thân, ta chỉ còn 12 thuyền. Ta có thể quy động thủy quân ở điểm này được không? Nếu ta thắng áp đảo, bệ hạ chắc chắn sẽ rụng bỏ ngươi. Người chiến đấu vì cái gì? Ta chiến đấu vì lòng trung thành. Trung thành với ai? Chứ gì vua đương sĩ đó sao? Tục ngữ có câu: chiến binh phải theo vua, vì vua phải theo nhân dân.
Không phải vua, nước phải có dân, dân phải có vua. Nhưng nhân dân muốn sinh tồn, trông chờ vào họ có ích gì chứ? Ăn đi, quý lắm đi. Ở đằng sau đi. Đô đốc, các người sao chịu chung số phận? Đó không phải là đội trưởng Bion xuất sao? Ôi trời ơi, đội trưởng Mi, ta phải làm gì đi? Tại thật, hãy đi mọi người, rời khỏi đây ngay, rời khỏi đi mau, rời khỏi đi mau. Kurushima Mizuki, 25 tuổi. Ngươi là kẻ đã gửi thủ cấp thủ binh về phe chúng hả? Ta cũng gửi cả tai và mũi. Ngươi có lệnh xử tử không? Sao ngươi làm mọi thứ trở nên trầm trọng do quân địch phẫn nộ? Nếu là kẻ thù xứng tầm, tại sao không? Nhưng chúng có đáng bị vậy không? Ta đã nói, Lý Xuân Sinh không phải là kẻ yếu đuối. Thà tin những gì ta nghe thấy là đúng. Nhiều đến của người bí mật tôn sùng Lý Xuân Sinh, khiến người thất bại trong trận Hansan. Sức mạnh của người suy yếu. Mẹ, đồ khốn! Ta sẽ nói một lần nữa. Sao ngươi nghĩ chủ nhân phát ta đến đây là ta khác những kẻ sợ như Sushin dưới trướng ngươi? Đừng rút kiếm ra quá nhanh, nếu không thì đầu ngươi sẽ rơi xuống đất trước. Từ khi đại ca Mizuki trở thành thống lĩnh nhà tam chiến, quân ấy đã phải trả giá bằng cả mạng sống. Ta nghĩ quân ấy bảo vệ ta khỏi cơn thịnh nộ của thống lĩnh bằng cách tha ta tham chiến, nhưng quân ấy đã chết trong tay như Suzy. Giờ chủ nhân đã già, cùng lắm cầm cự đến năm sau, thế nên người luôn khao khát chấm dứt binh đao loạn lạc. Chosun mà chủ nhân khao khát hơn cả sẽ sớm thuộc về tay ta. Đây là lý do tại sao Chosun phải chết. Hiểu chị Haru?
나는 딱 유니. Để báo thù rửa hận cho đại ca ta. Có chuyện gì thế? Đó không phải là Osangu sao? Hắn bị bắt khi chạy trốn. Chính hắn. Đô đốc Giá Lâm. Phát hiện hắn tẩu thoát. Quynh đệ cẩn thận với tôi. Để chết hết rồi. Tôi vừa chôn cất thủ cấp của họ hôm nay. Tôi sợ lắm. Tôi cảm thấy bây giờ tới lượt tôi. Chúng ta có chết như họ không? Có không? Phải siết chặt kỷ cương. Ta ghi rõ chưa? Chúng ta đã đúng cả rồi. Ngài ấy sẽ không thay đổi suy nghĩ đâu. Được rồi, ta sẽ tìm cách. Hải dịp này rất hẹp và tối, nên sóng biển dữ dội. Vậy nên nó được đặt tên như thế. Nơi đây này sao? Nhưng đô đốc, nếu kẻ địch đến đây, có nghĩa là chúng biết nơi này hữu dụng. Nhìn sóng dữ kìa. Chúng sẽ không kịp bao dây thuyền ta. Dường như không sáng suốt gì cả. Nên ta phải cần một cái thuyền rùa. Nếu thuyền rùa có thể đánh bại quân vùng tan trong tiền tuyến, số thuyền còn lại của ta có thể nổ súng thành công công phá chúng. Và mất nửa ngày để dòng hải lưu thay đổi, thuyền rùa có thể rút lui kịp chứ. Khi thủy triều thay đổi, hải lưu cũng thay đổi, lặng hơn. Nhưng âm thanh thật bất thường. Vậy giống như là tiếng khóc của nam nhân. Cái này là xoáy nước. Âm thanh không giống lúc thủy triều đang cao như. Nhưng khi thủy triều cao nhất tiếng động như vậy đó, hay là như lúc nào cũng có xoáy nước.
Khoảng 2 ngày sẽ có thủy triều lớn. Con có nghe không? Đối với ta, đó là tiếng ai oán, than khóc của tử sĩ. Thiền rùa là kế hoạch duy nhất của vụ thân à? Kế hoạch không phải là vấn đề. Vấn đề là nỗi sợ hãi đang trỗi dậy trong quân ta. Dược phương cứu chữa rồi sao? Ta phải làm gì nếu không vượt qua được? Lấy hình phạt đe dọa họ có phải là cách duy nhất để vượt qua nỗi sợ hãi không? Liệu có ích gì không? Rồi phụ thân tính làm sao đi? Ta có thể lợi dụng nỗi sợ hãi đó. Lợi dụng nỗi sợ hãi à? Đưa đốc báo thù cho tiểu nhân. Đưa đốc báo thù cho tiểu nhân. Báo thù cho tiểu nhân. Các ngươi còn sống, các ngươi đến ta mừng quá. Đợi trưởng chơi, đợi trưởng ly, đều đốc báo thù cho chúng tôi. Báo thù cho chúng tôi. Ở đây đi, là một chén đã. Đâu? Ở đây đi, là một chén đã. Đi. Để các ngươi đi đâu vậy? Đội trưởng đi, đội trưởng xuống. Hồ sức. Làm ơn, đợi đã. Đi đâu mà dội thế? Con thuyền bị cháy rồi. Đó là người của Lý Xuân.
cậu ta trên đó. Này, không phải những gì yêu muốn mà được sống sao? Cái Sương Sương đang không giết chúng ta, nhưng tôi đã làm tìm được đường cho chúng ta. Đừng giết bỏ cuộc sống của ngươi, nó không thể nào có giá trị gì cả. Quay lại đi. Mang nhiều nước hơn nữa. Đô đốc, ở đây nguy hiểm lắm thưa ngài. Không, không thể nào. Để ta đi. Ta muốn tới đó. Để ta đi. Không. Không, không. Đó là con thuyền của chúng ta mà. Phụ thân, tất cả kết thúc rồi. Chúng ta thua rồi. Tôi phải đánh bại chúng và con thằng này. Không. Điện hạ, tàu của Sương Sinh vừa bị thiêu rụi. Gì cơ? Chúng tôi đã cử mật thám đi thám thính, tình hình chúng ta bắt kịp được lửa khu dịch hạ trại đó. Chúng tôi vừa xác nhận con tàu của chúng ta bị thiêu rụi hoàn toàn. Đúng là người của người chính mắt thấy không? Đúng vậy. Sương Sinh không có con tàu nữa. Con đường của chúng ta giờ chẳng còn trở ngại nào nữa. Ta cảm thấy được sức mạnh của mình đang ngày càng lớn hơn. Đó là phương chăm sóc của chúng ta. Từ xa, nói đâu đi. Là chuyện gì đây? Giúp tôi với. Bắt hắn lại. Bắt tình khốn lại đi. Này, giúp tôi với. Giúp tôi với. Giúp tôi. Này, đừng có đi mà. Giúp tôi với. Đi mau lên. Một tên thoát rồi kìa. Tìm hắn đi, mau lên. Tìm hắn ngay. Ừ.
Đi đi. Mau lên. Tôi cứ sao nên giữ tôi lại đi. Anh ta nói gì thế? Cái quái gì vậy? Sư bố, lại xem đi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi đừng giết tôi. Đừng giết tôi mà. Bình tĩnh đi. Con thuyền. Phụ thân, đó là lời nhắn của Xuân Sa. Phụ ta, nơi kế hoạch tấn công vào ngày mai, chúng có khoảng 330 con thuyền chiến. Thật không may là cậu lại muốn ta nhìn vào một kẻ mà ta không hề biết. Tôi biết hắn ta tên là Kurushiba Matsuhosa và đến từ Emiya. Nơi đó cũng giống như chỗ này. Tin tốt nhất không nhận được của Kesaka đang dẫn đầu tiểu đoàn thứ hai. Khi nhận điều đó sẽ giúp ích đôi chút. Ta sẽ tham gia với người khi ta quay trở lại. Cùng đi tới Hi Nam nào. Cái gì cơ? Chúng ta không thể nào chiến đấu ở đây được. Chúng ta tấn công chúng ta phía sau. Chúng ta từ rừng ở đây. Tổ chức tế thần là chúng ta tới Kunishi. Sao hắn ta vội vã thế này? Tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ bắt được vua của chúng. Chúng ta đã sẵn sàng. Đêm nay, Joseon trông rất đẹp. Ta thích Joseon. Điện hạ, báo cáo đi.
Chúng ta sẵn sàng để di chuyển. Thì chúng ta sẽ chọn thường dân ở Shoshun để tham gia cuộc chiến. Và chúng ta cũng sẽ dùng loại thuốc súng tốt nhất. Cho Sun Sin sẽ không thể nào sống trong cuộc chiến này. Ta thậm chí không còn con tàu nào và chẳng có thông tin nào cả. Quá nguy hiểm. Anh đi ngay sao vậy? Tôi đâu biết. Anh không hiểu sao? Chúng ta phải nghĩ ra điều gì đó trước khi đường đánh diễn ra. Thế kế hoạch của ngươi là gì? Có phải ngươi đang cố thuyết phục bọn ta nhưng cách đại giết Bia Sơn không? Không, đó không phải là ý của tôi. Kỹ thật, tôi thật sự lo lắng. Ta không thể nào gửi tin đến ngày kia. Đi thôi. Đi đâu? Tôi sẽ cố gắng thuyết phục đô đốc. Nếu tôi không làm được đêm nay, tôi sẽ chết. Bệ hạ, nếu ngài bỏ thủy quân của mình lúc này, tôi sợ kẻ thù của ta bao vây biển vàng và tiến thẳng tới kinh đô của ngài. Đó là điều làm tôi lo sợ. Tôi vẫn có thể có 12 chiến hạm và chiến đấu được. Nếu chúng ta kết hợp sức mạnh lại, chúng ta chắc chắn chống lại được bọn chúng. Khi nào tôi còn sống thì chúng đừng hòng làm được. Bọn chúng sẽ không dám đánh lần nữa đâu. Đô đốc, tôi có vài điều cần nói với ngài. Trận đấu này là tự sát. Trận này là tự sát. Mặc dù ngài nói có thể đánh lại chúng bằng cách dụ chúng tới quyết đảo, nếu như không có con tàu của chúng tôi, có vẻ như không chắc chiến thắng nổi đâu. Hãy xem lại quyết định và xin nghĩ tới tương lai của đô đốc. Đó là những gì ngươi nghĩ sao? Nếu ngài không xin xét lại thì tôi xin được chết. Tôi muốn chết bởi thành gương của ngài. Nếu đó là những gì ngươi muốn thì được thôi. Tập hợp đội hình vào tối nay. Dân thưa ngài.
hai người đã làm thứ tàn dặn chưa? Rồi thưa ngài, đốt đi. Biết còn chờ gì nữa chứ? Ta bảo đốt đi. Thưa ngài chỉ đẳng, dẫn thưa ngài. Mau lên đi. Dân thưa ngài, mau lên. Dân, đô đốc, đừng làm thế. Đô đốc, xin ngài đi. Đừng mà. Đô đốc, đó không phải là cách đâu. Quay lại đi. Đây thật sự là một điều tệ hại. Rất nhiều người muốn được sống. Chúng ta là những người lính, không thể và không nên tránh né cái chết. Người đang tự hỏi là ta nên tránh cuộc chiến này không? Người tin người được an toàn khi ẩn nấp hả? Nhớ lấy lời ta, ta sẽ đốt nơi này để chúng ta chiến đấu và chết trên nước. Không có nơi nào để đi cả, không có nơi nào để nấp. Không được sợ chết. Những người muốn sống thì người chỉ tìm được cái chết. Nếu các người biết tử, các người sẽ tìm đến được sự sống. Con còn nói rằng là nhưng mà tâm lực là nhiệm vụ của mình, anh ta có thể đánh bại hàng ngàn kẻ địch. Nếu không phải là tình cảnh chúng ta bao giờ sao? Phụ thân, người sẽ lợi dụng nỗi sợ này như thế nào đi? Vậy đây là con trai thuyền trưởng Bia. Dân thưa ngài, cậu ta là người mang tên của Junsa cho ngài tha vì Yên Xuân Giao. May mắn là cậu ta thoát được nhờ Junsa đã tìm thấy cậu ấy. Đây là của cha ngươi. Ngươi nhận đấy chứ? Tên ngươi là gì, con trai? Thật tên là Sư Bông, thưa ngài. Cha ngươi và ta đã chiến đấu cùng nhau suốt 6 năm trong cuộc chiến này. Ta sẽ không quên ngươi hay cha ngươi đâu. Thần có một ước muốn thưa ngài. Nói đi. Thần muốn tham gia vào tuyển quân của ngài. Thần muốn giúp sức. Nếu người hứa sẽ không gây hại gì, ta sẽ cho phép. Tạ ơn ngài.
Điều này thật điên rồ. Cảng Di Đông. Thưa mẫu thân, đây có thể là ngày cuối của cuộc đời con. Con chỉ mong cái chết của mình không thành thảm bại. Đô đốc, ngươi làm tốt lắm. Thần là Heo Di, thần đến góp sức. Ta trân trọng điều này. Sự hiện diện của các vị cho ta thêm sức mạnh. Đô đốc, chào mừng quay lại. Báo hiệu tấn công. Báo hiệu tấn công. We'll be right back.
Eo biển, nhân dân, 8 giờ sáng. Lập đội hình, và hàng ngang. Chạy mạnh hơn, báo lên nào. Cất đi. Cái là gì vậy? Những người khác đang tụt lại phía sau. Sư vân à, ta nghĩ ta lên nhầm thuyền rồi. Ngươi không biết đây là hạm đội chính sao? Đúng như ta muốn nói rồi. Sao hạm đội này chính là đi trước chứ? Thật dễ cần hiệu, người ta lệnh cho họ quay lại. Cứ để vậy đi. Nhưng thưa ngài, hãy đeo thuyền xuống và chuẩn bị cho trận giáp chiến sắp sửa. Neo xuống. Tại sao Dương Sinh Sinh lại không phất cờ lên? Nhìn binh lính quán đi, cho dù hắn phất cờ, bọn chúng có nghe theo không? Cho tiểu đoàn một xúc kích. Tiểu đoàn một, tấn công.
Rẽ thuyền sang phải và chuẩn bị đại bác. Hãy chuẩn bị đại bác. Dân thương lại và để sang phải. Máu lên. Chỉ huy, chỉ huy xong. Hãy như đại bác hết đi. Máu lên. Nhớ để bắt ra hướng trên. Nhắm. Xạ thủ chuẩn bị. Bắn. Tôi đang mang tốc. Cung thủ tấn sang. Ngay bây giờ. Bắn. Và rẽ thuyền sang trái. Bắn. Có chân. Susin đang tấn công những thuyền tuyến trên. Bên lính của Kurosawa đang hỗn loạn. Hắn không tiến cũng không lui. Không biết hắn đang đợi gì đây. Hay là chúng ta hãy tham chiến và cùng tấn công đi. Không. Đợi đi. Nỗi sợ không phân biệt bên nào cả. Nó sẽ bao trùm cả hai phía. Bởi vì bọn chúng cũng sợ ta. Như những chiến bại của chúng trong quá khứ. Sợ hãi không phân biệt bạn hay thù. Là vậy sao? Đây là cách người sử dụng nỗi sợ hả? Nếu bằng cách nào đó ta biến nỗi sợ thành lòng dũng cảm. Cho tiểu đoàn 2 xuất quân và tiến công mạnh mẽ hơn. Tiểu đoàn 2 tấn công. Kurosawa sẽ tấn công dữ dội. Hắn tự nhận mình là cao thủ. Hãy đợi và xem nào.
Hãy đợi và xem đi. Chiến thắng là của chúng ta. Chúng sẽ bị nghiền nát. Dòng thủy lưu là lợi thế của ta. Đô đốc, thủy lưu làm thuyền ta xoay dữ dội, làm cản trở tầm ngắm. Cắt đều và đương theo thủy lưu đến quyết đạo. Dân thứ ngày, bắt được rồi. Đưa ta cái cầu. Chèo mạnh lên, không thể nào để thuyền trúng nặng được. Thưa đô đốc, chúng ta phải không cần và gọi họ đến thôi. Chúng ta sẽ không cần được lâu nếu không có họ giúp. Chỉ huy, chuyển sang đại bác giỏi hơn, rồi chuẩn bị cho giáp lá cà. Binh lính, chuẩn bị cận chiến. Tấn công.
Kurushima đang thắng thế. Yusushin đang cố trụ lại lâu nhất có thể, nhưng có vẻ như là xong cả rồi. Chết tiệt, chúng ta chết hết mất. Đường đâu? Đem hết đầy mát ở trên bông này, vậy để xuống dưới đi, nhắm vào bông dưới của thuyền địch. Người làm được không? Chúng thần sẽ cố đến chết. Hãy cho ta biết là chuyện nào làm xong đi. Dân, thưa đô đốc, ta trông cậy vào ngươi. Dừng đại bác lại và nhấn vào thuyền chứ. Dừng, nhanh lên đi, lấy cái súng và đại bác từ gói đạn đi. Rồi bông, không, nguy hiểm lắm. Giờ chúng đi. Mau lên. Được đó, chúng thần đã sẵn sàng. Binh lính, nằm xuống. Mọi người, nằm xuống. Đây là cách người dùng nỗi sợ sao? Nếu còn bằng cách nào biến nỗi sợ làm thành lòng dũng cảm, lòng can đảm ấy sẽ lan tỏa ra. Nhưng tôi phụ thân, làm sao mà người biến nỗi sợ thành lòng dũng cảm chứ? Khi binh lính bị nỗi sợ làm mờ lý trí rồi, ta sẽ phải chết.
thật rồi sao? Họ còn sống. Giết hết chúng đi. Đừng cố chết tiệt. Đợi đã, ta cũng muốn giết chúng. Cùng giết bọn phụ tăng nào. Biển Nguyên Giang, 2 giờ chiều. Heori. Là xoáy nước. Heori ka? Như xin xin. Và có lý do tại sao cứ không chịu rời đảo? Bấm điện hả? Xin đánh đổi và giờ thì xoáy nước đã quá mạnh rồi. Đây là lý do ở địch sống lặng. Từ nơi của hắn ta sẽ dễ dàng ngắm bắn chúng ta hơn. Người không thấy sao? Ai đến được đảo sáng thôi, trận chiến này sẽ kết thúc ngay. Trước khi hắn đặt chân đến đảo, hãy tăng tốc đổi theo tàu địch, là tàu bè của địch. Gọi chú Quỳnh này đi. Vâng, thưa tướng quân. Chúng ta tiến tới sát rồi. Dừng cầu lên đi. Dân thưa ngài.
Giờ thì nghi thuộc về ta. Chỉ huy anh, ta sẽ trừng phạt ngươi theo đáng gì kháng lệnh. Nhưng vì đang đánh trận, ngươi phải tập trung tiêu diệt quân địch. Chúng ta phải bảo vệ quốc đảo. Ngươi có nghe ta nói không? Dân, tư tướng quân. Đội trưởng Song, chúng ta phải đến cảng Đốc Dông. Dân, tư tướng quân. Đến cảng Đốc Dông. Sự đổ lớn này Xuân Sinh bất tài, không thể dụ được chúng ta. Đại chức viên của ta sẽ tiếp tục đến đảo như người có lệnh. Thưa tướng quân, có một con tàu lạ đã đến đây. Bắn công thủ ra. Dân, thưa tướng quân. Bắn. Chúng ta phải nhanh lên. Bấm ra đi. Nhanh lên. Cái gì vậy? Mạnh nữa lên. Mày nghe thấy không hả? Mau lên. Mạnh lên nào. Tôi tự do rồi. Tự do rồi anh em à. Đó là Vũ Văn sao? Như sao? Quá nhiều cả. Hang đó tạo được này quả nhiều. Tướng quân, quân đã tiếp tục tấn công không? Với lại tôi tìm nhân dân ở trên tàu. Sao chúng ta trả lời chứ?
Nạp đạn, chuẩn bị tấn công. Thân tướng quân, không có tín hiệu. Đang phải diễn cái gì đó cho họ thấy. Nhà không thể nào để tạo này. Sẽ nhận tay tướng quân. Nào hãy làm gì đi. Làm đi nào. Hãy cho ta thấy nào làm được. Mang lên. Đúng rồi. Có vậy chứ. Chúng ta giải cái gì đi. Đứng vừng, nhìn kia. Có một con tàu lạ, tiếng đại tàu chỉ huy. Chuẩn bị bắn. Dân, thưa tướng quân. Làm tốt. Tao rất mừng khi được thấy mặt nàng lần cuối. Hẹn gặp ở suối vàng. Tàu chỉ huy địch cảnh tiến rất nhanh. Chú đừng tiến về ta đó. Chạy mau đi.
Mày chết với tao. Tao sẽ tới tìm mày. Thưa tướng quân, tàu đang đứng đối diện. Kim Musa, theo chúng nhanh lên. Thưa tướng quân, không thể, tàu ta đã bị kẹt trong mấy nước. Ngắm bắn. Chúng ta phải gọi cứu viện. Ngươi không hiểu sao? Họ không tới đâu. Chúng ta có định gửi cứu viện không?
Phải chăng đây là hành động đúng đắn sao? Ngươi là người phụ tăng hay ngươi cao đi? Tướng quân, xin thay lỗi nhưng tàu ta không thể nào chịu đổi được. Tướng quân, ngày đi.
các thuyền bè đang đi kìa. Chúng ta phải nhanh lên trước khi đuổi kịp. Sao các người không tăng tốc? Sóng nước đã thay đổi. Ta biết, chèo mạnh hơn nữa đi. Vậy là chỉ có nhanh chứ chậm thôi. Tránh nhanh, thắng nhanh đi. Nhanh nữa đi. Nhanh nữa đi. Đừng buông tay. Khi nào tôi mới thoát khỏi tàu này chứ? Thành công rồi. Nghe đi. Không thể nào. Đem về giao mất. Cái gì đây? Diệt dụng cảm tử chăng? Đẹp đẹp chút đi. Lập ơn, cố lên nào. Cú va chạm đó là tàu con rùa, là tàu con rùa đó.
Đó là kế hoạch của hắn ta cả. Quân địch đang tháo chạy. Bắn đi. Rút lui. Chúng ta quay về thôi. Sóng nước đã trở lại bình thường. Chúng ta bắt được 23 quân phùng tăng, 17 ở đây. Chúng ta bắt được 3 tướng phùng tăng, 9 lính. Cho dù Nhật muốn đánh bại ta, chúng cũng không thể nào diệt ta quá giỏi. Ăn đi nào, tôi ăn rồi. Có biết không, tôi chỉ trừng mắt với bọn phùng tan đó mà chúng là bỉnh ra vườn rồi. Hay lắm. Không biết đời sau có còn nhớ những gì ta làm hôm nay không? Nếu không thì đúng là dấu ơn. Giờ thì bình yên sống sót, chúng ta đi gặp vợ con thôi. Uống nước đi. Sao? Đây là khoai môn hả? Còn sống mà ăn được thật tuyệt vời. Tướng quân, chúng ta làm gì đây? Những điểm đời oán hận giữa chúng ta. Thưa phụ thân, làm sao người nghĩ ra được là cách dùng xoáy nước làm vũ khí chứ? Phụ thân, con nói gì vậy? Có chuyện gì? Con hỏi về xoáy nước chỉ là cần lúc thôi. Trời giúp con đi. Chỉ là trùng hợp thôi. Nếu là vậy, tức là cũng có thể chúng ta sẽ bất lợi. Đúng như thế. Con nói đúng.
Nếu không phải vì những người đến cứu ta, có lẽ cũng bỏ xác lại rồi. Con nghĩ là con người mới cứu mình, chứ không phải là xoáy nước cứu. Vậy con nghĩ sao? Cái nào là điều kỳ diệu? Tháng 7 năm 1592, đảo Hà San. Cái đằng kia, nó là cái gì vậy?